Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the looks in the band. Legacy. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Bụng Đài Gaming. Thì theo yêu cầu của rất là nhiều anh em, trong đó yêu cầu mình thử build một nhân vật MG, mà đặc biệt là phải đi theo đường sức mạnh FMG. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ thử build với một nhân vật FMG để xem ở season 16 này FMG sẽ có những gì thay đổi mới và khả năng đam của em nó ra làm sao. Trước tiên chúng ta hãy nhìn bảng pool. Thì để xây dựng với một nhân vật Magic Knight MG, với số pool hiện tại của mình đang có là 3063 điểm khi mà ăn 100 điểm hoa quả. Ở đây có một cái khác so với rất là nhiều nhân vật khác là sẽ được cộng 127 khi điểm khi mà ăn hoa quả, nhưng mà đối với MG chúng ta chỉ có được 100 điểm mà thôi. Và với 3000 pool này thì chúng ta nên tăng như thế nào cho hợp lý và để đem lại hiệu quả cao nhất. Thì bây giờ mình sẽ cùng với anh em thử xem nhân vật này ở season 16 sẽ có những cái gì. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái win 4. Đây, một cái win 4 như các season 14 à, 13, 14 gì đấy là chúng ta đã có thể có một cái win 4 như này. Ok, mang lên đầu tiên. Đây, cực kỳ đẹp phải không anh em? Đây, nhìn thấy không? Trời ơi, khá là đẹp. Cái thứ hai, chúng ta sẽ có được một cặp vũ khí mới khi mà season 16 ra mắt. Đó là một cặp vũ khí Cyber Hurt, yêu cầu level là 1100, nhưng mà sức mạnh cần thể mang là 891 và AG là 537, và yêu cầu năng lượng của nó là 207. Thì với sức mạnh nhanh nhẹn cũng như là năng lượng yêu cầu như vậy thì chúng ta tăng điểm ra làm sao? Thì muốn tăng điểm chúng ta phải nhìn qua set áo quần. Đây, set áo quần sẽ yêu cầu tầm 957 điểm sức mạnh. À, anh em thấy chưa? Nếu anh em chỉ tăng theo vũ khí chỉ là 865 thì anh em không đủ sức mạnh để mang áo quần này. Vậy tối thiểu mà sức mạnh anh em cần mang là 957 điểm. Ok chưa? Tương ứng với đó, AG sẽ thấp hơn. AG của áo quần là chỉ chiếm là 376 điểm. Mình đang còn thiếu anh em, mình quên. Sức mạnh yêu cầu là 983 nhưng mà mình đang còn thiếu là 957 điểm mà thôi. Thì với sức mạnh yêu cầu là 983 thì chúng ta tăng pool như thế nào? Mình có một cái mail hay cũng là một cái tip để anh em tăng điểm, là khi mà anh em tẩy điểm xong á thì anh em nhìn thấy không? Không phải chúng ta sẽ tăng 983 điểm. Đây, giống như cái áo nó cần này, đây, 983 điểm. Chúng ta không phải tăng hoàn toàn 983 điểm vào stain ngay được, mà chúng ta hãy bật bảng A của em nó lên. Đây, mình sẽ cho mọi người cùng thấy. Khi mà anh em tăng vào stain ở đây thì tất nhiên stain ở đây sẽ cũng tăng lên. Nếu anh em tăng nhiều stain ở đây thì cái điểm ô này anh em sẽ không cần tăng nữa, mà anh em dồn sang điểm khác. Thì để mang được set áo quần lên thì trước tiên mình muốn tiết kiệm điểm, khỏi phải tẩy lại cái điểm này thì mình sẽ tăng cái bảng thủ đầu tiên. Ở vì mình build mục đích là PVM nên PVP này mình sẽ không tăng, mà mình sẽ tăng vào ô cột này để giảm cái khả năng hư hỏng của áo quần, tránh không có đủ gen mà được chưa? Ok, 8 9 10. Ok chưa nào? Tiếp tục chúng ta tăng điểm 10 điểm vào hồi mana để có thể cộng được ô tiếp theo. 9 10. Tiếp tục 10 điểm vào hồi máu. 9. AG ở đây mình sẽ chưa tăng vội. Tí nữa mình build, nếu như mà mình cảm thấy tỷ lệ hồi AG không đủ thì mình mới sẽ tăng vào đây. Mình chỉ build tối thiểu điểm mà thôi. Đấy, 19. Đó, tiếp 10 điểm và tỷ lệ phòng thủ thành công. Và 10 điểm khi mà mang full set. Đây là những điểm bắt buộc để có thể. Đây, ở dưới này anh em lưu ý, Mình có cái vũ khí yêu cầu là 207 điểm. Ok, vậy nên mình sẽ tăng khoảng 13 điểm cho NE. Đây, mình sẽ tăng 13 điểm cho NE để anh em thấy được NE để thay đổi như nào nha. 1 điểm đó. Với 1 điểm NE bên này sẽ được cộng 4 điểm pool bên này đó, anh em thấy hay không? Đây là một cái mèo của mình đấy. Đây, mình sẽ tăng 9, 10, 11. Mình xem này yêu cầu bao nhiêu? Kiểu 97 điểm NE nữa. 12, 13. Ok, mình sẽ dừng lại. Mình trước mắt mình sẽ build với 13 điểm. Tiếp tục với 13 điểm AGI. Nhớ 13. Bên này với sức mạnh
Đó, anh em có thể có lên nào. Đấy, 89. Đó, anh em thấy chưa? 1, 2. Ok. Như vậy là bảng đầu tiên, bảng thủ mình sẽ tương đối hoàn thiện. Sau này mình nếu như mà thiếu AG mình sẽ bổ sung vào đây. Còn phòng thủ yếu quá mình sẽ bổ sung vào ô này. Và mình sẽ dồn điểm build cho các ô bên cạnh sau này bên này hơn. Nếu như anh em muốn, anh em cũng có thể tăng 16 điểm ở đây. Ok, trước mắt mình thử build với 16 điểm. Thường thường là mình sẽ build 16 điểm để được lời bốn hơn. Đây, 16 điểm luôn. Rồi, ok. Điều anh em thấy đây là gì? Mình chưa hề tăng điểm post trên này 3063 này, nhưng mà điểm sức mạnh nhanh nhẹn và NE đã tăng lên vì mình đã tăng post vào bảng A này. Đó, anh em thấy hay chưa? Và tại stamina vít tăng vào máu mình sẽ không tăng vì đi PVM mình không cần quá nhiều máu. Nhưng mà nếu như mà đi PVP thì anh em sẽ phải lưu ý cân đổi điểm để tăng được vào máu nha anh em. Tiếp tục, điều anh em thấy ở đây, thấy chưa? Giờ sức mạnh thiếu là chỉ còn 764. Ok. Bây giờ mình sẽ tăng sức mạnh. Đây, ra vũ khí trước, chiếc ADD STR bao nhiêu đây? 764. Đây. 764. Anh em thấy không? Ok, giờ mình chỉ lại này. Đó, sức mạnh đã đủ. Tiếp tục tăng AG, ADD, AG. Đây là lệnh cộng nhanh nha anh em. Thiếu 410 điểm. Đấy. 891, 507. NE thiếu 80 điểm, siệt ADD, NE 80. Ok, như vậy là mình mang được cặp game. Đây, mình sẽ đi ra cho anh em thấy. Mình sẽ đi ra phía ngoài của ngoài cổng nha anh em. Hy vọng là không có quá. Đây. Đây, kiếm của em nó đây. Tiếp tục, mình sẽ tăng 92 điểm, thiếu stand anh em thấy chưa? Việc ADD stand 92 điểm. Ok, như vậy. Ủa, mình cộng chưa ta? À, stand mình thiếu chữ R. Ok, đấy. Mà bây giờ là mình đã mang được set lên. Mình sẽ mang thêm cái Penta Radian này nữa. Ok, mang luôn nhận luôn. Mang full đồ lên. Đó, mang luôn con rồng nó cho bách. Nhưng mà trước mắt mình ẩn con rồng đi để thể hiện được số đẹp của em đó. Đây, mang thêm cặp ring nữa. Và con đại quỷ. Đây, sức mạnh của em nó hiện tại là 6.2. Nhưng mà vẫn có quýt đam nha anh em. Tại sao lại có quýt đam khi mà mình không tăng nghe nè? Tại vì cái vũ khí này nha em, English quýt đam 147% này. Anh em thấy không? Đây, anh em chiêm ngựa MG, season 16 cũng khá là đẹp trai. Tiếp tục, chúng ta sẽ làm gì với 1717 con này? Thì trước mắt chúng ta phải nhìn xem skill em nó đã học đủ hết chưa. Đây là mình học skill SMG nha anh em. Đấy, học được. Rồi, Fire Flap mình học rồi, Flap Style mình học rồi. Còn đây là skill Root nha anh em. Nó sẽ phải yêu cầu 10 điểm ô này để học được. Rồi, đã đủ tất cả mọi điểm. Bây giờ mình sẽ thử tăng tiếp bảng thứ hai. Chắc chắn 10 điểm với khả năng tấn công thành công. Ở đây anh em sẽ phải xác định là mình sẽ tăng theo đường nào. I Blood là chém băng và I Blood là chém lửa. Trước mắt mình sẽ học chém lửa trước nên mình để lên đây. Ok, chém băng mình sẽ bỏ tạm vào đây, không dùng. Ok, mình sẽ dùng với skill chém lửa. Nó sẽ yêu cầu Fire Slash Stranger 10 điểm. Rồi, cái nào là Fire Slash Stranger? Đây, Fire Slash Stranger. Bây giờ anh em sẽ có rất là nhiều đường để tăng vào ô này. Anh em có thể, đây, anh em thấy không? Tăng vào đây hoặc tăng vào đây cũng được. Ở đây mình sẽ phải lựa chọn giữa Slash Stranger và Xoay Kiếm. Nhưng mà như vậy là bắt buộc chúng ta sẽ phải tăng cả 2 điểm Twitch Flash Stranger và Twitch Flash Power Stranger này thì chúng ta mới đăng được Weapon Mastery. Tiếp tục chúng ta sẽ thêm 10 điểm vào Mastery đầu tiên đã. Những dư điểm chúng ta sẽ tăng vào sau. Đây là một trong những skill tăng đam. Ở đây anh em có thể tăng vào Evil nếu như anh em đi EMG. Nhưng mà mình đi SMG mình sẽ chỉ tăng vào máu mà thôi. Yêu cầu máu 10 điểm đầu tiên đã. 10. Rồi, bắt đầu kích được ô này lên. Chúng ta sẽ học 10 điểm vào 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây, Flame Style Stranger. Skill này chúng ta sẽ không tăng vì mình sẽ không học skill này. Ok, chúng ta quay trở lại với hôm đầu. Như vậy là chúng ta đã học được. Đây, và skill này là gì?
mở lên, chuyển qua số 2. Đây, 5 loops. Mình sẽ để vào skill số 1. Xoay kiếm số 2. Đây, số 3 và Flam Style. Vì mục tiêu của mình sẽ là build FMG theo 5 loops nên mình sẽ không tăng điểm vào Vanguard hay là tất cả thừa điểm cho các skill còn lại. 5 slot stranger. Và chúng ta sẽ bật mắt tâm bổn lên. 5 loops, ok, đã sáng. Như vậy chúng ta tiếp tục tăng với mana. Tại sao chúng ta lại tăng vào mana khi chúng ta đang đi FMG? Đây là điểm tối thiểu để chúng ta về tăng mắc máu. Đây, mắc HP. Yêu cầu 10 điểm. Và 10 điểm tiếp theo cho mắc AG. Đây anh em có thể thấy AG của chúng ta bây giờ là 720. Mình sẽ tăng lên 1 điểm. Đây, 735. Tăng 15 điểm anh em thấy chưa? Nó cũng là một trong những điểm khá quan trọng khi mà anh em đi trên. Tại anh em tụt AG quá nhanh. Tiếp tục mình cũng chỉ tăng 10 điểm đầu tiên cơ bản mà thôi. 10. Ở dưới này sẽ có Earth Prison và Skill Bluestone giống như BM, nhưng mà mình sẽ không tăng. Tiếp tục chúng ta đi qua bảng số 3. Bảng số 3 là bảng tấn công. Đây 10 điểm để tăng tiếp cho các cô tiếp theo. Ở đây sẽ có 4 lựa chọn cho anh em. Đầu tiên, nếu như anh em sử dụng vũ khí 2 tay thì nên tăng vào đầu tiên. Cái tiếp theo là vũ khí 1 tay. Cái tiếp theo là dành cho anh MG sử dụng gậy. Và tiếp tục là MG với sử dụng gậy 2 tay. Tất nhiên mình đang dùng một cặp kiếm nên sử dụng vũ khí 1 tay. Đây, 6, 7, 8, 9, 10. Với tăng 10 điểm, chúng ta sẽ có là gì? Đã được tăng lên 32 điểm vũ khí. Tiếp tục mình 10 điểm cho tăng speed. Anh em thấy không? Đây, 164/351. 8, 9, 10. Ok, như vậy chúng ta có bao nhiêu? 169. Tiếp tục ba cái ô này chúng ta lựa chọn là gì? Cái đầu tiên sẽ là giảm cái tỷ lệ mana xuống khi mà anh em tiến quái. Cái thứ hai là tăng khả năng hồi SD, recover SD. SD là cái gì? SD là cột vàng này. Thực sự khi mà đi PvM thì cột vàng này sẽ không giảm, quả sẽ đánh thẳng vào máu thì chúng ta không cần tăng. Cái cột thứ ba là khả năng hồi máu khi mà giết quái. Ở đây với 1 điểm thì chúng ta được 43 máu khi mà giết một con vật. Bây giờ mình sẽ tăng lên 10 điểm. 9, ô đây bị lỗi đây anh em này, có anh em thấy để lỗi không? Khi tăng lên 10 điểm thì HP bị giảm dần hoặc là 77,37 nha nhé. Cái này không hiển thị hết được. Tiếp tục. Ở ô này nếu như mà chúng ta đi theo MG thì tăng vào cột đầu tiên. Nhưng mà mình đi FMG nên tăng attack power. 10. Và 10 điểm. Trước mắt chúng ta sẽ tăng 10 điểm cho min max đam. 9 và 10. Ở ô này restore, nếu như mà chúng ta bị đánh thì có khả năng hồi lại 100% máu. Mình đi PVM nên mình sẽ chọn skill tiếp tục up supply là tăng khả năng hồi máu khi mà tấn công thành công, nghĩa là chúng ta cứ cần đánh trúng quái vật là chúng ta được hồi lại máu rồi. 10 điểm, hồi được bao nhiêu? 32 máu cũng được. Tiếp tục chúng ta sẽ tăng 11 điểm. Tại sao ở đây là 11? Đây, 10. Khi chúng ta tăng lên 11 nó sẽ có được 3% nha anh em. Tiếp tục xuyên giáp. 10, 11. Ok, như vậy là chúng ta giữ được 111 điểm. Khá là nhiều phải không nhé. Và đã tăng lên được 6400 attack power. Tiếp tục chúng ta sẽ làm gì với số điểm còn lại và số pawn còn lại? Đối với pawn, mình sẽ thử cân đổi agi cho làm sao attack speed nó sẽ lên khoảng tầm 200 đến 200 mấy là được. Bây giờ mình sẽ tăng tiếp cho agi tăng lên. Đây 170, 71. Mình sẽ tăng khoảng 800 đến 900. Nếu như mà anh em đi FMG max dam thì speed sẽ phải giảm lại. Cái cách để anh em tăng không bị thừa điểm, nghĩa là anh em tăng điểm làm sao khi nó vừa nhảy speed là anh em dừng lại. Để mình tính cho anh em nha. Rồi 178. Bây giờ mình tăng nha. 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm, 6 điểm, 7 điểm, 8 điểm, 9 điểm, 10 điểm, 11 điểm, 12 điểm, 13 điểm, 14 điểm, 15 điểm,
Rồi, tương ứng với 15 điểm thì chúng ta sẽ được một cái tốc độ đánh. Đó, anh em thấy không? Tiếp tục mình sẽ tăng khoảng chuyển ADD. À, ghi. Mình sẽ tăng khoảng 100 điểm. Đó, 780. Đó, lên 185. Mình sẽ thử để với 88 AG. 186. Rồi, 85 AG và vừa nhảy lên 187 luôn, vừa đẹp luôn. Tổng số bôn trong lại, mình sẽ tăng hết tất cả vào stream. 1454. Ok, như vậy là chúng ta có 2437 điểm spawn và attack power cao nhất đã lên 7710. Tiếp tục mình sẽ ưu tiên cho với cái bảng tấn công. Đầu tiên chúng ta sẽ tăng max đam cao nhất. Đây, nó sẽ thay đổi ở attack power đam. Anh em thấy không? Mình sẽ tăng 20 điểm. Tiếp tục mình sẽ tăng 1 điểm vào min dam, nó sẽ thay được con số 6446 này. Đây anh em có thể thấy. Bây giờ từ 32 lên 34 là cộng 2 phải không? Cộng 2 thì 6466 cộng 2 là sẽ là 6448. Nhưng có phải đúng không này? 49. Nó được dư thêm 1 điểm ở đâu ta? À, nó được dư thêm 1 điểm từ Mastery Bonus. Tiếp tục mình sẽ thử với 32 lên 34, 1 điểm. 52 cộng được 3 điểm, anh em thấy không? Cộng được 2 điểm hai bên nha anh em. Tiếp tục mình sẽ tăng xuyên giảm lên 20 luôn. Và những cả ô tăng đam mình sẽ tăng lên 20. Đây anh em có thể lấy điểm attack power đang lên dần. Đó anh em thấy không? Và mình muốn một chục máu để trụ, tăng tiếp 15 máu, mình tăng hẳn 20 điểm cho máu luôn. Tiếp tục 20 điểm cho máu. Tiếp tục mình sẽ tăng giáp defense. Đây đẹp 6.9. Ok chưa? Và bây giờ lên 7177. Video này khá là dài vì mình sẽ build dần dần cho anh em thấy. Bây giờ chúng ta dư bao nhiêu? 49 điểm. Và chúng ta có thể tăng vào đâu bây giờ? Mình sẽ phải lựa chọn chống mic. Anh em có thể tăng chống mic lên. Mình sẽ là gần như là không mic. Mình sẽ tí nữa mình sẽ thử test quái. Đây, mình ra mình đánh xem có bị hồi AG không. Nếu như hồi mình sẽ phải tăng 10 điểm hoặc 20 điểm vào đây. Ok, chúng ta sẽ ra thử test. Đây. Ui. Tụt cũng khá là nhiều nha anh em. Đây, bỏ quả đây. Tám mươi hai đam. Sáu bảy. Bảy là đam màu xanh nha anh em. Đây. Đó, 8298. 82980 ca đam. Đó. Đây, mình sẽ test bên này. 95 đó là đam xuyên giáp nha. 66857. Có hiệu ứng chạy với skill 134. Đây 5 loot với skill 5 loot 65. Với quái khác nhau thì lượng đam nó sẽ khác nhau. Mình sẽ test trên quái này 67037. Đây quái này nó sẽ khác. Đây đó, 66857, anh em có thể thấy. Ok. Bây giờ mình AG tụt được khá là nhiều nha anh em. Mình sẽ tăng tiếp 10 điểm hồi AG ở đây để tăng khả năng hồi AG. Sau này khi đi trên nữa sẽ không bị tiêu. Xem nó có hồi kịp không. Ok, mình sẽ tiếp tục chém. AG vẫn là tốt, nhưng mà nếu như chúng ta kêu kịp quá thì lượng AG sẽ hồi đủ. Nhưng mà nếu như mình nghĩ lên map cao sẽ không đủ nha nhé. Lên map cao chúng ta sẽ đánh quái khó chết hơn. Mình sẽ phải dành 10 điểm để sau này lỡ đi lên tăng lên map cao. Ok. 10 điểm là con 59 điểm, 29 điểm mình sẽ tăng tiếp tục vào 11 điểm.
9, 10, 11, 10, 3, 11. Ok chưa? Như vậy là chúng ta còn 17 điểm, 10 điểm vào đây hoặc là 10 điểm vào đây thì chúng ta giữ được 7 điểm. Đối với 7 điểm chúng ta sẽ tăng vào đâu? Khi mà sử dụng vũ khí, Mark sẽ có được quả cái áo tocoder tắt. Ok, mình đang phân vân hai ô này, thay vào đó chúng ta có thể tăng tiếp 17 điểm, tiếp tục 15, 10 điểm chúng ta sẽ giành lại, sau này sẽ tăng vào AG để giới thiệu. Điểm nam là tăng lên đỏ đẹp. Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục tăng. Đây, mình sẽ tăng với bảng Masterbone. Chúng ta mình sẽ phải đi về cạnh quái đã. Gây ồn thì mình nói anh em không thể nghe được. Đây, mình đi qua đây. Cạnh quái đi. Dạ, mau tới ạ. Mau tới. Ok, đây sẽ kêu. Tiếp tục. Chúng ta sẽ tăng với Masterbone. Chúng ta sẽ có 500 điểm đầu tiên. Chắc chắn là 5 blood skill đầu tiên của chúng ta. Và tăng mắc 20 điểm. Đấy, 9, 20, 15 điểm, 20 điểm luôn. Tất cả hàng đầu tiên chúng ta sẽ phải tăng mắc. Đây, sẽ tăng speed. Rồi, anh em có thể thấy mình vừa cộng thêm 10 speed. Đây, 187. Đây, 197. Chúng ta phải kích qua skill chúng ta vừa tăng là gần được 200 speed nha anh em. Tiếp tục 10 điểm. Việc tăng ở bảng Master 4 khá là lâu. Tiếp tục với weapon Ingress đam sẽ tăng mắc nhịp đam của chúng ta lên rất là nhiều. Để xem với 20 điểm chúng ta sẽ được tăng bao nhiêu. 15%. Và máu, đây mình sẽ kéo qua cho anh em thấy rõ ràng hơn. Máu chúng ta hiện tại là bao nhiêu? 66, 63. Ok, mình sẽ tăng lên. Mình nhớ không nhầm là tăng 40 điểm này sẽ được tăng khoảng 3.800 máu. Điểm ok, đã lên được 10 cả máu. Tiếp tục chúng ta tăng đôi tiếp với đẹp. Đây, lượng đẹp sẽ thay đổi, anh em sẽ thấy rõ ràng hơn nữa. Đây, lượng đẹp hiện tại mình cậu là bao nhiêu? 7117 7, phải không? Tiếp tục lượng defense đang tăng lên một cách rõ rệt. Đấy, chúng ta có 20 pool vào điểm này. Tiếp tục, mình đang sử dụng Win 4 nên chúng ta phải tăng vào ô này mà thôi. Tăng đẹp của Win lên, để kẻ theo đẹp của nhân vật cũng được tăng lên. 7.600 rồi. Hai mươi pool lên nữa, 7.700 đẹp. Lượng đẹp cũng không có quá là nổi trội. Rồi, vậy với 4 star chúng ta sẽ tăng vào đâu? Đầu tiên, nếu như tăng vào ô đầu tiên tức là tăng sức mạnh, sẽ tăng được khả năng gây đam. Tăng vào ô thứ hai là tăng vào Augie, sẽ kéo theo được khả năng tấn công thành công và lượng đẹp. Ở thứ ba là máu và thứ tư là NE. Thì đối với SMG, chúng ta sẽ không tăng vào đường của mình đang build là mắc đam hoặc là đam cao nhất có thể. Nên mình sẽ chủ yếu tăng vào skill. Ở đây mình sẽ bỏ qua quá trình tăng, mình sẽ tăng lên đến 20 điểm.
Ok, như vậy là mình vừa build xong 20 điểm Star Master Board vào state và lượng đam của chúng ta từ 7.8 đã lên 7.917. Và đây anh em có thể rõ ô màu xanh này là chỉ lượng mà chúng ta được tăng từ set đá quân và bảng Master Board. Tiếp tục với skill debuff. Đối với debuff mình sẽ lựa chọn là độc IV lửa tùy anh em thôi. Ok, mình sẽ sử dụng lửa skill chảy máu của con ở dưới là độc nha. Mình sẽ sử dụng là chảy máu Blitz. Đây Bleeding và tăng mắt 20 điểm. Khi chúng ta tăng 10 điểm, nó đã được unlock mở khóa ra Index skill down. Tiếp tục tăng một skill down 10 điểm để tăng lượng đam của nhân vật lên. Đó, bây giờ đam magic lên 8.1. Tiếp tục để mở khóa lên bao nhiêu đây, 20 điểm, maximum 20 điểm chúng ta phải yêu cầu 25 vô nữa, cũng như các bạn phía dưới 20 và 40 điểm. Ok, mình sẽ tăng khả năng xuất hiện debuff 20 điểm. Tiếp tục 10 điểm, chúng ta đã mở khóa được bảng cao star và hiện nay sẽ cần 20 điểm để tăng skill down. Ở ô thứ hai bleeding down, tức là tăng khả năng đam của chảy máu. Ví dụ nếu như mình không tăng nó sẽ chỉ có chảy máu 3k đam, nhưng mà giờ mình tăng lên nó sẽ có lên đến tầm 10 mấy k đam lần anh em ạ. Mục đích mình tăng lên 30 điểm ở ô này vì nó có thể gây phục thêm đam cho quái, giúp nhân vật mình clear quái nhanh hơn. Tiếp tục 30 điểm ở ô này luôn, cũng chỉ là tăng đam của bleeding thôi. Tại sao mình lại tăng tầm 30 điểm vào hai ô này? Thì mục đích đầu tiên của mình là sẽ mở khóa được 40 star ở ô này. Đây, mắc 40. Và bây giờ mình cần 20 điểm nữa. Mình sẽ tăng khả năng quả dính và tăng 10 điểm vào khả năng thành công 7 8 9 và 10. Ok, như vậy là chúng ta mắc được 40 điểm pull ở ô này. Tiếp tục tăng lên, lượng đam sẽ được tăng lên một cái rõ rệt. 8.3 rồi anh em ơi. Đấy, anh em có thể thấy không? Đó, đam nhảy liên tục. Thêm 10 điểm nữa chắc mình lên được 8.7. Đúng rồi, 8.7 luôn. Tiếp tục chúng ta sẽ tăng skill đam. Skill đam này nó sẽ được thể hiện rõ khi mà anh em đánh quái, chứ nó sẽ không hiển thị vào attack power. Và 20 điểm vào đam của Wing 4, vì mình đã sử dụng Wing 4 nên sẽ được cộng 87. Đây anh em có thấy không, 8.8 rồi. Có thể lên 9k hay không? Chắc chắn là không thể. Và gần 9k. Tiếp tục tương tự chúng ta sẽ tăng vào state. Và ở ô này mình sẽ cùng đi tua nhanh cái đoạn này luôn cho anh em đỡ mất thời gian. Đấy, 74 rồi, hy vọng với 40 pull này chúng ta sẽ lên được 9k đam attack power. Tùy vào từng nhân vật mà chúng ta tăng nha anh em. Có nhân vật chúng ta tăng vào sức trên, nếu như đi đường SMG tăng vào Agi, nếu như đi đường Agi tăng vào NE, nếu như đi vào đường phép thuật. Đơn giản như vậy thôi. Còn việc phân chia phổ điểm thì đó là kỹ năng của anh em. Nếu như đi PVP thì anh em nên dồn một chút vào Agi để vừa tăng tốc độ đánh, vừa có một đường đam, một đường đẹp, lại vừa có khả năng tránh tỷ lệ mít. Vì đi PK nếu như anh em chỉ cần tranh nhau đến 1 đến 2 hit, đó là một điều rất là quan trọng rồi. À, 9k được kìa anh em. Tiếp tục.
Ok, như vậy là mình vừa tăng tiếp 40 điểm star và strength và chúng ta đã đạt được 9180 attack power cao nhất. Và hiện tại chúng ta còn dư 55 điểm. Vậy 55 điểm này chúng ta sẽ tăng vào đâu? Ở đây câu hỏi đặt ra là như vậy. Thì cách giải quyết vấn đề chúng ta có hai cách. Thứ nhất, chúng ta sẽ tiếp tục tăng vào debuff để mở khóa được những cái khóa này, anh em thấy không? Những cái này là mắc rồi không thể mở được, nhưng mà skill down sẽ cần 20 điểm vào debuff để mở lên được tăng 40 điểm. Hoặc thế này, star ở đây này chỉ cần 5 điểm sẽ để mở lên 40 điểm. Ở đây mình sẽ chuyển vào tab thứ hai đấy. Ở đây có một vấn đề, anh em đã tăng ở ô đầu tiên mắc rồi, đây nó sẽ highlight lên, anh em thấy không, nó sẽ được tô sáng lên đây, cái viền của skill này sẽ được tô sáng lên, tức là nó yêu cầu điểm ở hàng trên cùng đó phải thêm 5 ở đây 5 điểm nữa. Nhưng mà hiện tại ở bảng master A mình không thể, mình sẽ kiếm đấy 3, 4 vì mình không tăng vào tất cả các skill còn lại nên mình không thể tăng tiếp vào cái ô trên này được, ở hàng đầu tiên được đấy, bất kể các skill SMG đây, iBlood. Bây giờ mình sẽ học thêm iBlood. Đấy, như vậy là mình vừa học thêm iBlood. Mình sẽ tiếp tục đi đến Master Tree. Đây, iBlood đã sáng lên. Được không? Mình sẽ tăng thêm 5 điểm. 1, 4, 5. Đấy, anh em thấy không? Bây giờ nó đã mở khóa ra. Đó là một cái hay nên anh em nên để ý. Tiếp tục, mình sẽ tua nhân vào phần này. Khi tăng lên 40 điểm vào Star tiếp. Chúng ta tiếp tục đã cộng lên hơn 1.000 điểm trên. Như vậy thật sự trên của chúng ta bây giờ đã đạt đến bao nhiêu? 2.400 cộng với 1.000 là đã 3.400 điểm trên này nhanh nhé, chứ không phải là 2.400 như thông thường nữa. Nhưng mà con số 1.000 này là con số bonus. Đây, chúng ta phải cộng tay nên rất là lâu. Anh em đừng quên like và share cho mình nha anh em. Đó là cái cách ủng hộ tinh thần mình lớn nhất. Và đừng quên để lại comment cho mình biết để anh em mọi mình biết tiếp nhân vật tiếp theo là gì. Mình sẽ là không phải là giỏi nhất ở trong cái game mô này, nhưng tất cả những cái gì mình biết mình sẽ chia sẻ cùng với anh em và cùng với anh em thảo luận để có thể có được một cái build tốt nhất cho cái nhân vật mà chúng ta đang build. Ok, như vậy là chúng ta đã mắc 40 point và dư 30 điểm. Tiếp tục, chúng ta lại có một cái vấn đề đặt ra tương tự như ở trên, là với 20 điểm 30 điểm này chúng ta sẽ ưu tiên mở khóa cho cái nào. Ở đây thủ là 7757 và nếu như chúng ta muốn tăng thủ thì chúng ta phải tiếp tục tăng 20 điểm vào cột trên này nữa, hoặc chúng ta muốn tăng đám thì chúng ta phải yêu cầu 30 điểm. Nhưng mà bây giờ chúng ta tăng 30 điểm vào debuff thì chúng ta sẽ không có điểm để tăng vào hai ô này nữa, bởi vì vấn đề là gì? Bởi vì vấn đề ở đấy là chúng ta chỉ còn 30 điểm mà thôi. Bây giờ tiếp tục mình sẽ ưu tiên tăng 10 điểm vào thủ tiếp. Bây giờ mình sẽ sử dụng điểm như sau. Chúng ta chỉ tăng 5 điểm tiếp vào iBlood 10, ok. Và tiếp tục 15. Anh em để ý nha, bây giờ nó sẽ yêu cầu là 15 điểm. Đó, nên mình tiếp tục tăng 15 điểm vào ô này. Đó, unlock. Bây giờ chúng ta đã có thêm 10 điểm. Đây là cách tận dụng điểm tốt nhất và lần đẹp của chúng ta được đang tăng dần lên 30. Ok, bây giờ tẹp của chúng ta đã lên được 7907, rất là tốt. Và đây là kết quả sau khi chúng ta build với Markdown. Chúng ta sẽ sử dụng với Punic. Đây, đó là tất cả những gì chúng ta sẽ sử dụng. Và với hơn 1.3500 string, chúng ta sẽ chạy một phát để được bao nhiêu đam đây. Ok, với 3.500, 2.400 cộng 1.100 là 3.500, chúng ta sẽ chạy một phát sẽ là bao nhiêu?
một phát đi luôn. Là cái không hiền đam nữa nha em ơi. Ôi, 3 phát nha em ơi, 171k. Cũng không quá gì là nổi trội. Tiếp nào, 343k đam. Mình nên lên ở một mạp cao hơn. Và cái dòng sẽ là lời chọn của mình. Đây là một mạp không phải là quá cao, cũng không phải là quá thấp. Đây là một mạp không phải là quá cao, cũng không phải là quá thấp. Để mình tẹp đam. Và mình sẽ phải di chuyển đến vị trí spot. Trong khi đó chúng ta sẽ cài búp. MG sẽ không có búp, sẽ sử dụng file blood. Ok. Đây, chúng ta sẽ phải đến với spot bình thường. Và để xem em nó chém ra sao. Wow. Không đến là tê nha nhé. Hiệu ứng cháy. Nhân vật hiện ra là dính rồi. Ui, 397k đam rồi anh em ạ. 407k đam. Ui, lượng đam gây ra này anh em. Ui, chém kìa. Mình sẽ thu cao lên một chút. Đây, 407k đam. Low distance. Chém cực kỳ ổn nha nhé. Ui, 591k. Đó là đam xuyên giảm nha nhé. Đó là cái lời khi mà chúng ta tăng 20 điểm và bỏ quá giảm này. 411k đam kìa nha. Ui, 591. Còn quay, luôn luôn xuất hiện nha nhé. 411. Mà lượng đẹp bên mình lại không tốt nha nhé. Đây, lượng đẹp chỉ là 1000. Không ổn tí nào. Như vậy, hồi nãy anh em có còn nhớ mình đã bảo sẽ giành 10 điểm nếu như mà Agi này hồi không kịp. Nhưng mà hiện tại đi về Kutnik thì em nói diệt quả rất là ổn và khả năng clear quả cực kỳ tốt. Nên lượng AG đã được hồi lại gần như là liên tục. Bây giờ mình sẽ thử với em nó lên điểm mạp cao hơn một chút là bầu trời đỏ. Ok, đây là mạp bầu trời đỏ và chúng ta sẽ đi đến hotspot luôn nha anh em. Để xem khả năng đam của em nó trên một giây là bao nhiêu. Đây, mình thu nhỏ lại một chút. Hiện tại máy của mình hơi lag. Nên anh em ủng hộ mình bằng cách xem like và có thể click vào quảng cáo góp tiền cho mình mua máy mới nào. Đây, tép nào, khả năng đam cực kỳ ổn định nhưng mà lượng máu tụt rất là nhiều nha anh em. Nếu như mà anh em sẽ đi với Asun thì tốt, hoặc là đi với một e-book. Rank của em nó là bao nhiêu đây? Rank 3. Rank chỉ là 3 mà thôi. Mình sẽ để khoảng 3 để tránh em nó chạy lung tung. Đấy, anh em có thể đám mà 0.57. Không phải là quá là nổi trội, nhưng mà có thể tê nổi. Cũng không phải là quá yếu, để anh em có thể tự bỏ. Đám xuyên giảm luôn là gần 600k đam, 591k. Đang chạy rất là đẹp. Đấy, 0.6 lần mà. Đâu thua gì đâu. Tên cực kỳ VIP luôn anh em ạ. Chắc phải làm một FMG thôi. Trời ơi, đam kìa. Như thế này thôi. 1.9 đam nhanh. 1 kiều chỉnh đam trên 1 giây. Trời ơi. Quá là kinh khủng. Tiếp tục, chúng ta lên mạp đền thờ, mạp cao nhất hiện tại. Ok, như vậy chúng ta lên mạp đền thờ và mình sẽ cùng di chuyển đến hotspot. Đây, chúng ta sẽ di chuyển đến hotspot. Hotspot nó sẽ nằm ở vị trí này nha nhé, chúng ta sẽ đi lên.
để thảm tiếp. Mình hy vọng là Merger không bị chết. Còn khả năng đam của em nó thì thực sự là quá ổn. Đấy, ui trời ơi. Chịu rồi anh em ơi. Đây, chúng ta sẽ đến với map cao hơn. Chém. Để xem em chém như nào. Ui, của máu như điên. Không thể trụ nổi ở hotspot được anh em ạ. Ok, chúng ta quay lại lần nữa. Lần này mình sẽ đứng ở ngoài và chạm dần vào bên trong để tránh hiện tượng quái sốc đam em đó. Một nhân vật MG khá là mạnh mẽ. Thực ra đối với 600k đam thì MG không hề yếu nha anh em. SMG không hề yếu với khả năng gây đam. Và yếu ở đây đối với bản thân em nó chỉ là khả năng trú đường khi mà lượng đẹp cũng không quá là cao. Đây, với chỉ cần 7900 chưa lên được 8k đẹp. Đây, mình sẽ đứng ở ngoài trước và mình chạy vào. Ok, mình hy vọng là quái không bị sốc đam. Như vậy thì có vẻ ổn hơn đấy nha em ạ. Đấy, quái vẫn hiệu ứng lửa nha nhé, nghe thấy không? Quả đánh rất là đau. Quả dính hiệu ứng lượn anh em thấy không? Rất đẹp. Vẫn là 591 cá đam nha. Mình sẽ quay gần vào một chút để nhau sẽ thấy được lượng đam. Lượng đam cực kêu. Ui, nhặt được cái gì đây? Không tê một chút nào nha anh em. Chém cũng khá là nhanh. Với 197 trên 351. Ở các video tiếp theo mình sẽ thử build với một mức Agi cao hơn khi có thể mắc được Agi 351. Và nếu như dư điểm chúng ta sẽ dùng vào skill. Và có thể sử dụng skill khác là chúng ta skill I, Blood. Đấy, 580 anh em thấy không? 580 này. Sự đám gây ra còn nhiều hơn cả GL nữa. Ok, nếu anh em thấy video này có ích, giúp ích được nhiều cho anh em thì đừng quên like và để lại bình luận cho mình biết. Và hãy yêu cầu mình làm ở video mà anh em muốn, có thể là nhân vật khác như là Root Wizard hay là Emerge hay là bất kỳ nhân vật nào mà anh em yêu cầu. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.